Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Bất động sản và kinh tế Việt Nam còn dạt dẹo đến năm 2026. Ngày 25 tháng 3, Facebooker kiến trúc sư Dương Quốc Chính bình luận sốt ảo loại về tình trạng sốt giá chung cư hiện nay. Thời báo chấm d giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Cơn sốt giá nhà chung cư hiện tại, mình thấy rất có mùi thổi giá. Chủ yếu anh em đánh vào tâm lý, tiết tiền lãi ngân hàng quá thấp, để vớt lượng khách ít nổi còn dư tiền nhàn rỗi. Chứng cũng đang ung do kinh tế trì trệ, tiền nhàn rỗi lòi ra một cục nên anh em mới đi ôm bất động sản rồi cùng nhau thổi giá. Tuy nhiên, lượng người dư tiền này cũng không quá nhiều đâu, nên mua bán thật cũng không nhiều mà toàn anh em tung hứng với nhau để thoát hàng cũ. Ngoài ra là còn dựa vào sự khan hiếm tạm thời do thời điểm hiện tại đang là giao thời của lực lệ liên quan đến bất động sản nên sẽ không có dự án mới được phê duyệt. Hiện tại, tâm lý chung của các doanh nghiệp phát triển bất động sản là nằm im, chờ luật ổn định nên không ai chạy thêm dự án mới đâu. Nên những cái đang bán đều là cũ, hàng tồn chưa thoát kịp của đợt dư thừa vừa rồi. Và đây là hình status trên Facebook Dương Quốc Chính. Nói chung, sốt bất động sản mà tương đối lành mạnh, hợp lý, nó phải đi kèm với sự tăng trưởng kinh tế, chứng khoán cũng lên, kèm với lạm phát cũng tăng. Đại khái là đa số dân giàu lên nên nhu cầu về bất động sản tăng là sự tăng trưởng hợp lý. Còn ở Việt Nam, đôi khi sốt bất động sản vào thời điểm kinh tế đình trệ, chứng ung như đợt Covid hay như hiện nay lại là do bất động sản là nơi cất giữ tiền khi các kênh đầu tư, tiết kiệm khác không còn ý nghĩa. Như thế là sốt ảo, tức là toàn dân dư tiền, đi găm để đầu cơ, chứ không phải nhu cầu thật thị trường bất động sản chỉ thực sự được khơi thông, phát triển lành mạnh khi luật lệ liên quan phải ổn định đầu tiên, rồi kinh tế tăng trưởng tốt. Riêng ở Việt Nam, khác với các nước phương Tây, thậm chí còn khác cả Tàu, đó là bất động sản phụ thuộc rất nhiều vào chính trị, thượng tầng, vào đốt lò. Bởi vì một lẽ đơn giản, anh em doanh nghiệp bất động sản có lẽ là con bò sữa của các phe phái chính trị. Anh em nuôi quan chức, quan vua, bán chúa, chạy ghế, đều có doanh nghiệp bất động sản đứng sau cứ nhìn xem các doanh nghiệp bị đánh dẫn tới quan chức bay ghế hay vào lọ đều là doanh nghiệp bất động sản hết như Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, FLC và gần đây là Phúc Sơn. Doanh nghiệp bất động sản cấp tỉnh lẻ còn làm chủ tịch nước bay chức cùng ba chủ tịch, một bí thư tỉnh vào lọ. Vậy nên nếu mà anh gì mà ai cũng biết là ai bị sờ thì đảm bảo chắc ít nhất nửa số quan chức đầu tỉnh có liên đới sẽ là đại địa chấn sụp đổ nền kinh tế cũng nên. Và đây là hình bộ tứ quyền lực của đảng đang sức mẻ vì đốt lò. Vụ vạn thịnh phát, hiện Bộ Công an chưa mở rộng điều tra sang việc chỉ lan ABC, quan chức các cấp, chắc khoanh vùng lại rồi. Chứ mà mở ra thì toan cả hệ thống chính trị. Vì gần 10 năm trước, Dương Chí Dũng khai trước tòa là chỉ đưa mấy trăm ngàn đô cho quan chức BCA mà như cân đường hộp sữa. Gần đây, chỉ đưa quan chức cấp vụ ở ngân hàng nhà nước đã 5,2 triệu đô rồi mà tâm chỉ ấy phải chơi với ủy viên bộ chính trị. Vì vậy, nếu lò cháy to là doanh nghiệp bất động sản cũng sẽ nằm im chờ thời, không dám làm thêm dự án. Vì chạy thêm dự án thì phải chung chi mà quan chức thì sợ, không dám nhận, thì dự án khác đình trệ, không có dự án mới. Mà việc đốt lò này sẽ còn mạnh ít nhất là tới năm 2026 là đỉnh điểm khi có đại hội đảng. Vậy, xét theo các yếu tố trên, thì thị trường bất động sản sẽ phải dạt dẹo tới tầm năm 2026, có thể kèm theo nền kinh tế cũng vậy. Về chính trị thượng tầng không ổn định là doanh nghiệp nói chung cũng có tâm lý thụ thế, chờ thời, chờ luật, chờ ổn định chính trị. Mà tầm đó thì các loại luật liên quan đến bất động sản mới ổn định được. Biết đâu, sang năm ra luật thuế bất động sản, có đánh thuế lũy tiến thì anh em đang đi gom hàng lại vỡ mầm. Tầm này cứ để anh em đầu cơ chăn lẫn nhau đi, Ai có nhu cầu thật thì chịu khó đi thuê nhà 1 đến 2 năm nữa. Tiền nhiều quá không biết để làm gì thì cứ việc đu đỉnh nha. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bất động sản và kinh tế Việt Nam còn dạt dẹo đến năm 2026. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ trưởng Công an đang can thiệp sâu vào vấn đề nhân sự của Việt Nam. Ngày 25 tháng 3, AFI Tiếng Việt có bài phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Binodi Trilodi, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường quân sự Pháp. Bài phỏng vấn có tựa đề Việt Nam, Chủ tịch nước bị cách chức, Tổng bí thư bị tím quyền. Ông Trilodi nhận xét, Trước hết, việc chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải từ chức là một sự kiện có nhiều ý nghĩa. Ông thấy được ba bài học từ tính chính trị và tình thế. Và đây là hình bài phỏng vấn của ông Celody trên AFI. Thứ nhất, kể cả người được ông Trọng bảo vệ cũng ngã ngựa, có nghĩa là ông Trọng không còn mạnh như trước đây. Nên nhớ, cách đây ít lâu, đích thân ông Trọng đã can thiệp để bảo vệ ông Võ Văn Thưởng vì một vài rắc rối liên quan đến gia đình. Nhìn từ khía cạnh này thì đây là một điểm rất đáng quan tâm. Thứ hai, để buộc chủ tịch nước từ chức, người ta lôi lại một vụ tham nhũng từ cách đây 12 năm khi ông thưởng làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi. Có thể thấy, đây chỉ là một cái cớ chính trị để hạ gục một người hiện trở thành mối nguy hiểm cho những mục tiêu và tham vọng của một số người khác. Thứ ba, chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng. Hiện giờ, chiến dịch này được điều hành trực tiếp từ Bộ Công an dưới trướng ông Tô Lâm. Ông Trelody cho rằng một điểm khác cần lưu ý khi Tổng bí thư nắm giữ chức Chủ tịch tiểu ban nhân sự, ông Trọng muốn ảnh hưởng đến việc chọn người kế nhiệm. Tuy nhiên, việc ông thưởng bị loại cho thấy ông Trọng không còn ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm người kế nhiệm trong tương lai. Và đây là hình ông Tô Lâm, nhân vật trung tâm, tạo ra những xáo trộn nhân sự lãnh đạo hiện nay. Tuy nhiên, ông Trelody đánh giá những xáo trộn trong nội bộ không có ý nghĩa là bộ máy nhà nước Việt Nam sụp đổ mà ngược lại lại được củng cố. Đây chỉ là một cuộc tranh giành những vị trí trống và để biết được thực sự rằng liệu nhân vật quyền lực hiện nay, Bộ trưởng Công an có đạt được mục tiêu của ông hay không. Đối với quốc tế, ông Trilody nhận định hình ảnh của Việt Nam sẽ bị tác động vừa phải bởi các chuyên gia về rủi ro chính trị của những đại tập đoàn, những nhà đầu tư nước ngoài lớn không thấy mầm móng bất ổn trong nước. Cho nên tác động kinh tế từ những biến cố chính trị sẽ ở mức vừa phải. Theo ông Cheloady, giới chuyên gia về chính trị ở Việt Nam thường mượn từ tin đồn, tin nói hớ để hiểu được chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Đối với ông, tất cả những đồn đại này chỉ là các giả thuyết. Một trong những giả thuyết đó là sẽ chọn ra một ứng viên thay thế ông Võ Văn Thưởng từ nay đến tháng 5. Nhưng nhiều nhà quan sát nghi ngờ là liệu quyền chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có giữ chức vụ này thêm một thời gian hay không. Và đây là hình những người đủ tiêu chuẩn để trở thành ứng viên chức tổng bí thư khóa 14. Ngoài ra, có những giả thuyết là gợp hai chức chủ tịch nước và tổng bí thư như trước đây. Tuy nhiên, sức khỏe của ông Trọng hiện nay không đủ để giữ cả hai vị trí. Vẫn theo ông Đi, Bộ trưởng Công an có thể cũng muốn kiêm nhiệm cả hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước. Đừng quên, ông Tô Lâm đã từ chối giữ chức chủ tịch nước. Điều quan trọng đầu tiên đối với ông Tô Lâm có lẽ là phải tìm ra được người kế nhiệm chức bộ trưởng bộ công an vị trí này có tầm quan trọng đối với ông tô lâm bởi vì phải để những chiến dịch chống tham nhũng trong tương lai không động đến ông ấy cho nên ông tô lâm cần một trợ thủ đắc lực để ông có thể rảnh rang giữ chức vụ mới nhưng đó chỉ là những giả thuyết ông treludi nhấn mạnh điều chắc chắn là ông tô lâm hiện là nhân vật trung tâm của công tác bổ nhiệm các lãnh đạo lớn sắp tới của bộ máy nhà nước việt nam nên ông ấy sẽ cân nhắc và tính toán và có thể nói chắc chắn chính ông đã khéo léo can thiệp đến chuyện xảy ra hôm nay với sự từ chức bất ngờ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ trưởng Công an đang can thiệp sâu vào vấn đề nhân sự của Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới